Ủa đâu đây? Kiếm ông nè. Trong gì thi trong đi. Trời ơi, không phải con ngựa. Trời ơi, con ngựa mà. Không phải. Trời đất ơi, con ngựa. Không phải mà. Không phải con ngựa. Ông đưa cái tranh khác mà sao tôi nói được. Trời ơi, cái việc nó con bốn con thôi con ngựa lại vô hết á. Nghĩa là có con gì cũng được hết hả? Ừ, con gì cũng được á. Phải không? Phải. Bốn con nãy á. Nhớ. Biết rồi, biết rồi. Ừ, bốn con nãy á. Mà ông trộn gì á. Ông trộn gì cãi cha tôi. Vô lẹ lẹ đi. Tôi thi như bốn con đúng không? Đúng. Bốn câu hả? Ừ. Bốn câu không phải con ngựa cũng được phải không? Ừ. Trời ơi trời. Xem chút nữa bể tuồng rồi. Hết quảng cáo. Đồng thời cũng hết giờ gia lao. Và bây giờ mời quý vị xem tiếp. Trời ơi thằng này về mà về nhanh lên coi. Một ngày mà gặp 10 thằng như cái thằng này chắc tôi mất ra tin quảng cáo quá. Tốt. Thi được chưa? Được. Rồi bây giờ mày nhìn đi. Mày giải thích cái tấm ảnh này ra sao? Dễ. Dễ sao nói. Bà lão mau dưới tiết. Trời ơi, cái thằng này mày dám nói bà lão mau dưới tiết. Mày ví bà lão giống như con ngựa hả? Mày giải thích. Ê, đừng nói bậy. Bà lão tóc trắng, tóc là mau. Dân có học phải biết cái chuyện đó. Bà lão mau như tuyết. Hay. Giải thích tiếp tục. Tứ túc cương như thiết. Ôi trời ơi. Mày ta đập mày chết. Mày dám sao mày dí bà lão như con ngựa. Bà có hai chân. Mày sao mày dám nói bà bốn chân. Lớn tuổi rồi. Già. Đi không nổi. Phải bò. Đúng không? Mà bò phải bốn chân không? Hay. Ê. Thằng này nó ngoạn mục ta. Con người ta đó già, cái chân cứng, tay cứng, giống như là sắt rồi đó, bò điếc rồi nữa cứng chứ sao. Hiểu, nhưng mà sao con biết hay vậy con? Hết. Công nhận cái cú hít thằng này là ghê thiệt, ngoạn mục thiệt. Giải thích tiếp. Qua bên kia đi, hôi lắm. Ta khép lại rồi mày. Ừ. Nói. Phú ông kỵ bà lão tẩu với phi. Ý đó tôi cởi bà lão, bất dạy, mày bất dạy. Mày nghĩ sao tao cởi bà lão hả mày? Tao không cởi con ngựa, tao mãi mới được cởi. Ngựa là tầm thường. Bà lão tóc trắng dí như là bà tiên rồi đó. Ông muốn bay lên trời là phải đi với tiên, phải cởi tiên bay lên, hiểu chưa? Công nhận hay. Thằng này nó thông minh thiệt. Mày về mày cởi bà ngoại mày đi. Ông chửi tao cái gì vậy? Không. Giỡn chơi vậy xíu thôi. Ta thấy con rất là thông minh. Con có một cú hít ngoạn mục. Ta không ngờ là một gặp thí sinh. Hiểu. Trời gặp lần này sao sàng hoài vậy trời. Ta khép lại được chưa mày? Nếu ta gặp này ta đi như con chim cách cục á. Mày biết không? Công nhận thí sinh này hay thiệt. Thông minh hơn thí sinh thứ nhất. Tại vì thí sinh này xử lý tình huống rất là hay. Cỡ nào cũng nói được hết. Từ một bà lão như thế này mà dí thành một con ngựa thì quá là tuyệt vời. Trời ơi còn mong chờ gì nữa, tôi chờ điều này lâu lắm rồi. Hơn nữa thí sinh này hay hơn tất cả thí sinh khác, bởi vì có một cú hít ngoạn mục. Trời ơi cái bệnh của ta mấy chục năm nay không ai phát hiện, chỉ có thằng này nó phát hiện thôi. Nên ta tuyên bố. Khoan. Cái gì khoan? Tôi vừa hít được. Hít gì? Hơn gái. Hơn gái tao sao? Sắp ra tới. Sắp ra tới. Sẽ la lên. Ra lên sao? Mất vàng! Mất vàng! Cha ơi! Gì con? Cha ơi! Cái hộp vàng cho cha con á, để làm của hồi môn á, mất tiêu rồi! Dạ! Trời ơi! Con ơi con, sao con hít hay quá vậy con? Con biết trước mọi cái vấn đề hả con? Còn sao nữa con? Cha ơi! Giờ sao con không biết con? Ai lấy vậy cha? Cha cũng đâu biết ai lấy đâu. Bây giờ phải làm sao? Bình tĩnh. Để cha suy đoán con. Hồi sáng giờ cha ở đây có một mình cha với thí sinh số 1, dạ. Thí sinh này số 2. Dạ. Chẳng lẽ gia đình, nhiều khi thằng gia đình lấy. Không lấy. Mày nói được hả con? Đúng rồi. Trời ơi, nói được đúng rồi nữa. Trời ơi, nhiều mấy lâu nay tự nó cắm không à. Mày đi xuống, đi xuống. Cha, bây giờ làm sao, phải tìm ra ai ăn cắp của con. Bình tĩnh, cha nhớ rồi. Tránh ra. Cha ở dưới khoảng cách đó. Chứ còn đứng gần nó không thích cha, nó không giúp được. Con ơi con, ê, cứu hết ngọn mục. Nói nghe, bây giờ ta ra một điều kiện. Nhà ta hiện nay đang mất một hộp vàng. Bây giờ hít giùm ta. Coi thử kẻ nào lấy hộp vàng đó.
ta sẽ hứa gả con gái ta cho con. Khoan đã. Cha ơi, qua đi coi nè cha. Qua đâu có được, nó cắm da gần đó. Cự ly phải 2 mét. Cha ơi. Gì? Cái mỏ nhọn quá kìa. Không sao, giải phẫu thẩm mỹ được. Cái mặt xong quắc hả? Có tiền là làm được tất cả. Con không có chịu đâu. Không có chịu cái gì, nhưng mà thằng này nó có cú hít ngọn một. Trời ơi, lấy ảnh về á, chắc ảnh đòi hết suốt luôn á. Con chịu sao nổi cha. Đừng đừng con, yên tâm đi con. Nè nè, thấy con gái ta đẹp đẹp không? Đẹp với xấu ngang nhau. Trời ơi, đẹp với xấu ngang nhau. Đối với tôi trên đời này là vậy. Là sao, ý mày nói là sao? Là vợ đẹp thì vợ người ta, vợ xấu vợ mình. Xấu đẹp là bình thường. À, vậy mày nói vậy tao còn vui. Tao tưởng mày nói đẹp xấu ngang nhau. Ý nói là gái ta đẹp, tao xấu đứng gần nhau ngang nhau cái gì. Thì ở đời nó vậy đó. Ôi trời. Nghĩa là gà mà đẻ phụng. À, cái mặt mụn không mà đẻ ra con ra cái mặt rắn nhắc. Gì của tao mày? Món mới gì mày? Sao mày xúc phạm đến bệnh hoạn tao hoài vậy? Hả? Mà hết cái bệnh tỏi gì đó, bây giờ định bệnh mụn nữa hả? Liệu không? Bây giờ nói tóm lại, mày phải hít giùm tao, coi kẻ nào lấy vàng để tao gả con gái tao cho mày. Chuyện nhỏ, tất cả cha con ông đi theo tôi. Đi, cái mặt quỷ. Ủa, sao giờ mày đi tới mà nghe lui? Đứng lại. Trời, bây giờ đi thẳng luôn à, tao biết nó có vợ đi thẳng luôn à. Chết. Chết. Dạ. Ai chết? Ông chết. Ừ. Sao tôi chết? Vì ông là người ăn cắp vàng của vua. Rồi xong ông hù non chứ gì. Tôi biết hết. Ông không có tài cán gì. Cái chức này là ông cũng mua luôn chứ gì. Thậm chí bằng tôi cũng bằng giả luôn. Đời ông tôi nắm trong lòng bàn tay. Đó là tôi nghe đồn. Ở cái làng này, đầu trên sớm dưới có một cái thằng mặt xấu lắm, mà mỏ nó nhọn nhọn, mặt nó đờ đờ, mà nó có biệt tài là nó hít. Đúng không? Đúng đúng. Cái thằng đó có cú hít ngoạn mục. Đó. Nếu mà nó hít ra là ông ăn cắp vàng của vua là cuộc đời của ông kể như là chết. Chu di tam tộc đó. Nhưng mà học sao? Ông bà ta có câu hay lắm. Bụng làm thì dạ chịu. Hiểu không? Làm sao? Ông tên gì? Bụng. Bậy. Tôi tên Bụng, ông tên Dạ. Tôi tên Dạ. Ý là ông nói là ông làm mà bắt tôi chịu. Đúng rồi. Ông ăn ốc bắt tôi hốt vỏ hả? Công nhận thông minh thiệt. Đừng có hòng. Ai làm thì nấy chịu. Ông Dạ, ông Dạ. Tôi nói ông nghe, dù sao tôi với ông ở trong triều đình cũng là đôi bạn thân, chí thân chi kỷ. Mình đã từng ngủ chung một giường tắm chung, rồi đã từng nhậu nhẹt chung. Chẳng lẽ bây giờ gặp bạn hoạn nạn, chẳng lẽ bạn bỏ mình sao, đúng không? Ý ông nói là tôi cứu ông chứ gì? Đúng rồi, ông thông minh quá. Yên tâm đi. Đây, tôi sẽ cho ông coi cái này. Ừ. Thấy cái gì không? Trời! Chứng chỉ của vua Ngọc Hoàng. Vàng tuế, vàng, vàng tuế. Thôi, ở đây là chuyện riêng tư. À, tôi nhân lệnh của vua là điều tra cái số vàng bị mất này à. Vậy hả? Đó. Ông là người điều tra? Đúng. Trời ơi, vậy là may phước cho tôi rồi. Ông là người cứu tôi. Ông là vị cứu tinh của tôi. Dạ. Nhưng ơi, dạ cứu Bụng đi. Cứu không có dễ đâu. Sao? Chị này đổ bể ra, tôi với ông đều chết. Đúng. Nhưng mà muốn cứu ông à, thì phải 50 và 50. 50, 50. Ồ, chuyện đó dễ. Có quán nhậu ta 50 xẹt 50 không? Tôi dắt ông đi nhậu chầu là xong à. Tối ngày chứ ăn nhậu không hả? À. Chứ sao? Tôi nói cái vấn đề này nè, là nếu mà chuyện này mà em đẹp á, là cái số vàng này nè 50, 50, hiểu chưa? Hả? Ông 50? Đúng. Tôi 50? Đúng. Bà nội nó, cái thằng này nó ăn dữ vậy trời. Nhưng mà không sao, vàng này vàng của vua mà. Lỡ ra là mình chu di tâm tộc với mất hết. Thà bây giờ còn lụm được 50. Ông Dạ, Dạ. Sao? Yên tâm, Bụng đồng ý. Dạ cũng y như vậy à. Tất cả im lặng, phiên tòa xin phép được bắt đầu. Phải.
nay quan tâm sai xuống xử nguyên tội gì? À, lâu. Nhiều đó cũng không xong nữa. Bình tĩnh. Dạ, lộn, nói bậy, nói lại. Dạ, kính thưa, hôm nay có quan khâm sai triều đình xuống đây xử một vụ mất trộm rất là lớn ở nhất cái làng này. Bây giờ dạ quan khâm sai tên gì? À, quan khâm sai tên dạ sẽ xử kẻ trộm vàng của nhà ông Bụng gia đình. Lôi cổ cái tên trộm ra đây. Buộc. À, hả? Ở kia. Tại sao thấy quan khâm sai mà không quỳ mà dám đứng ngang như vậy? Quỳ xuống. Ta không có tội. Không có tội hả? Ha, dám nó không có tội kìa. Nó không có tội. Không có tội à? Ừ. Tôi tội gì? À, nó tội gì? Tội gì? Tao biết câu tội gì đâu. Tại sao không biết? Ờ, tội ăn cắp vàng của ta. Tại sao không biết? Tôi không ăn cắp. Không có ăn cắp hả? Bằng chứng rõ ràng mà sao không ăn cắp? Ai làm bằng chứng? Ai làm bằng chứng? Ai làm bằng chứng? Bằng chứng đâu? Ông hỏi tôi hỏi ai? Ờ, tôi... Ờ, bằng chứng đi, mắt lại đuôi không thấy ai? Thì vàng còn đây, tôi ăn cắp hồi nào? Ờ, nó đâu ăn cắp đâu. Nhưng... Gì ngủ? Bằng chứng là ở đây nè. Còn nó đồ nhân chứng. Ờ, nhân chứng đâu? 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 Ai biết? Ông nói ông biết người làm nhân chứng à? Ờ, quên, mày đứng đây mày quạt làm gì? Đi ra kia, lôi cổ nhân chứng vô đây. Bậy. Cái gì bậy? Nhân chứng là phải mời chứ tại sao mà lôi? Ờ, ai ông cũng lôi hết trơn. Dạ, quên, quá bậy. Lát ông lôi luôn tôi quá. Ờ, đúng rồi, lôi. Nói gì á? Ờ, không dám lôi. Dạ, qua không sai, không dám lôi. Gia đình, mời nhân chứng vô đây. Mày ra đây, lôi cổ ra đây. Nắng. Quên, mời ra đây. Nắng. Nắng cái gì? Người ta đứng nắng được, mày phải ra đứng nắng. Hôm qua nay thì ở đó hồi lắm. Đó, bây giờ có nhân chứng, vận chứng, bằng chứng đầy đủ. Mày còn chối cãi hết. Tôi không ăn cắp. Không ăn cắp hả? Kìa. Tôi thấy. Thấy sao nói? Lúc nghỉ giải lao. Ừ. Tôi ra ngoài tôi thấy. Thấy gì? Thấy ân nhân. Ừ, ân nhân. Ân nhân tôi. Ân nhân không? Ừ. Giải tôi. Đúng giải rồi. Sao? Ngựa. Ngựa gì? Ngựa Tứ Túc Cư Thiết á. Tứ Túc Cư Thiết là sao? Thầy dạy học mà. Dạy tôi thi á. Hồi nãy nó vô nó thi trước, xong rồi nó ra nó chỉ mày. Mày vô mày thi. Ờ, ân nhân. Mày không hả? Mày không hả? Người ta đang xử. Đang xử mày làm chứng để kết tội nó. Nó là kẻ ăn cắp vàng. Dĩ nhiên vô tâm sự tình ân nhân là thầy trò là sao? Dạ, dạ. Biểu. Ở kẹp rồi, khỏi sợ nữa. Ờ. Chỉ có quan khâm sai của triều đình. Dạ. Chỉ đi. Nó chỉ. Là kẻ ăn cắp vàng đúng không? Kẻ ăn cắp vàng. Ừ, người nào ăn cắp vàng chỉ thẳng như mặt ơi. Đó. Mày lộn rồi, đây này nè. Đó. Nó. Mày, ta kỹ cái ngón này lắm, mày khép lại. Không còn, không được, cái ngón này bị chặt á. Bị chặt là sao? Bị té nãy chặt. Té chặt sao? Ta bị đau, 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 đau. Đau, đau. Rồi, đau. Đó, vô rồi, chỉ vô rồi, hay không nhỉ? Sao mà chỉ tao hoài vậy? Tôi hít, tôi biết mà. Hít cái gì? Hít ra. Tôi hít được mùi mới. Mùi mới? Ủa, đây cũng bị tỏi luôn hả? Không phải, cái mùi này nó tanh hơn tỏi nữa. Tanh hơn tỏi là sao? Cái mùi này là cái mùi đồng lõa nè. Đồng lõa là sao? Cái nghĩa là mua bằng giả nè. Bằng giả là sao? Ừ, nó kết hợp nó chia 5 năm nè. 50-50 đó. Ủa sao mày biết hay vậy? Biết. Sao? Hít. Hít hả? À. Đúng rồi, thằng này nó có cú hít ngoạn một cái gì nó cũng biết hết. Trời ơi, sao nó biết tôi ông chia 50-50 hả? Cái gì? Đang xử mà làm gì? Đang xử cái gì? Nó biết mà, nó biết túi ông chia 50-50. Cái số vàng này nè, cái gì túi ông chia 50-50. Vàng này là vàng cấp triều đình nè, túi cấp. Thôi đừng cãi nữa, bụng làm giả chịu chứ nói gì. Bậy. Bậy cái gì? Nó nói đúng rồi. Đúng gì đúng? Đến. Ai cho nhà người lên tiếng? Ở đây ta là quan khâm sai. Đó, lệnh bài của vua. Ừ. Thôi tôi hít tôi biết rồi. Biết gì? Đây là giả. Lệnh bài giả nè. Vậy hả? Lệnh bài mua đó. Mua hả? Ừ. Nhà ngươi nói bậy. Ta là quan khâm sai triều đình. Đúng rồi, đây là thánh bài của vua. Không phải. Lệnh bài giả. Lệnh bài vua. Tôi hết rồi. Hết rồi hả? Lệnh bài bên đây mới thật nè. Phải không? Thế. Nói rõ ra đâu có đâu. Đó. Nó không có. Ủa. Nói vậy là cái nào thiệt, cái nào giả? Thì cái này giả, cái này mua. Còn cái đó lệnh bài thật nè. Sao mày biết hay vậy? Ừ. Anh hoàng dạng dạng tới. Bậy. Có gì đâu mà mày quỳ dữ vậy? Không có gì quỳ hết. Cái này mới thiệt nè. Cái này mới giả. Bậy. Hả? Cái đó thì cái này giả nó quỳ xuống. Thánh hoàng dạng dạng tới.
các người nghe ta phán xét đây. Dạ. Người này đứng lên, đứng lên. Ủa, em được đứng hả? Người không có tội. Dạ. Bụng. Dạ. Người đã mang tội rất lớn, bởi vì dám ăn cắp vàng của triều đình, rồi giả giờ về hưu non để hưởng lợi. Dạ. Thần biết thần có tội. Còn ngươi. Dạ. Hai tội. Tội thứ nhất là ngươi dám dùng thẻ bài giả để làm hạ uy tín của triều đình. Tội thứ hai đó là biết kẻ xấu mà vẫn tiếp tay. Quần đâu? Dạ. Giải về triều đình. Đi. Mày 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 gì? Mày là ở đợi cho tao lính của tao là mà sao lính bên này? Ai nói? Đây là lính của triều đình, cài vô để theo dõi ông. À, nói vậy là chạy trời không khỏi nắng, ông có đúng gì? Không có chuyện bất ngờ nè. Dạ. Tôi cũng là lính của triều đình. Hả? Chứ ông có hết gì hết chẳng hạn. Quan công sai, xin dừng chân lại. Xin hãy cứu cha em. Em xin ngài. Em biết là cha em tội nặng lắm, nhưng mà xin ngài lên triều đình á, xin giảm án cho cha em. Nếu được như vậy thì em xin trả ơn người cả đời này. Ở đây nè, cô đứng dậy đi. Cô cứ an tâm, tôi sẽ làm hết tất cả những khả năng mình có thể. Hy vọng một ngày chúng ta sẽ gặp lại.